Đây điện chính kiểu đỉnh, con điện chính thế tổn hiệu. Đấy là chép cho mà anh muốn cái hình ảnh thực tế của cho nhé. Bức tường thân phía bên trái mà các anh đang nhìn thấy đây ạ, được gọi là bức hoàng thành, thì nó được xây dựng bằng những cái viên gạch mà xếp chồng lên nhau và trải ngoài bằng một lớp vôi và một mía cao 4 mét và dày 1,1 mét, hơn 200 năm tuổi rồi đấy ạ. Ngày xưa nhưng bây giờ mình nhìn nó không cao được 4 mét đâu, tại vì cái nền đất phía dưới mình đang đi này đã được trùng tu quá nhiều lần mà cái nền nó được nâng cao lên và nó giảm cái độ cao của bức thành này xuống, cho nên là bây giờ mình nhìn thấy nó thấp hơn so với 4 mét. Cho nên ngày xưa thì các bà đâu không rồi dạ. Đừng có nghĩ tới việc leo rào lên tường mà chúng phải công đấy, cao được 4 mét đấy ạ. Dạ. Còn hình cổng phía bên trái này được gọi là cổng Trương Đức. Cổng này dành riêng cho nữ giới ra vào. Khi các bà ngày xưa tiến cung hoặc xuất cung đều phải đi bằng gần cổng này. Thì ngày xưa nó được xây dựng là một cái cổng rất là đơn sơ và bình thường thôi. Nhưng dưới thời Vua Khải Định đã được chính thức cho xây dựng nên theo là nghệ thuật phương Tây, là nghệ thuật ghép sân sử đấy ạ. Năm 1970 ghép sân sử đấy mọi người. Cho nên là mình đi thăm những cái công trình di tích ở cổ đô Huế này mà tại cái công trình nào mà có cái nghệ thuật ghép sân sử này á, là đều được xây dựng dưới thời của Vua Khải Định đấy. Đang khởi định. Dạ đúng rồi, nó sẽ xưa bạn thích đứng ở cổng này lắm các bạn. Vâng, đứng đón nhỉ. Anh chính là thích hơn. Dạ, cái khu vực lúc nãy mà mình vào tham quan là dành riêng cho nam giới thờ vua. Để dành riêng cái nữ giới thờ vua. Trong những cái xe đường phùng tiên là cái công trình phía bên phải của mình đây ạ. Nhưng là bị chiến tranh phá hủy hết rồi, dành cho nữ giới thờ vua. Hấp vua vào cả ngày, một con này là năm nhật hàng lắm. Bây giờ chỉ còn là kể thức. Hệ thống phong thủy cơ bản của khu vực thờ cung đình này được hoàn chỉnh dưới thời của vua Minh Mạng. Vua Minh Mạng là một vị vua rất là đa tài. Ông đa tài về tất cả mọi phương diện và công việc ạ. Về chính trị, kinh tế, ông đã bại bỏ tất cả mọi thứ mà nó che đã rồi. Để giảm bớt thì giải ngân thế chứ. Chính vì thế dân ngủ ban đêm không cần phải đóng cửa, điều đó cho thấy là an ninh là được quản lý rất là chặt chẽ và chế độ đại ngộ của vua đối với dân rất là tốt, cho nên dân không diễn ra những cái tình trạng nội kém dẫn đến cửa bắc. Và thứ hai nữa, Vua Minh Mạng là một vua có rất là nhiều vợ, ông có 540 bà vợ và 143 người con. Thích nha. Có cái bài thuốc minh mạng thang này. Dạ anh không biết ha. Món ấy đúng món của anh Chính thì nhất dạng ngũ dao này. Dạ. Thế công trình tiếp theo hồi nay mình sẽ vào tham quan là cái công trình phía bên trái của mình đây, gọi là cung Diên Thọ, là nơi ở cạnh mẹ vua Hoàng Thái Hậu, được xây dựng vào năm 1804. Thì đây được xem như là cái thành phố thu nhỏ dành riêng cho các bà, gồm có hơn 10 công trình lớn nhỏ phía trong, nơi bà dựng bằng nơi bà làm việc và đi ra phía sau có một ngôi chùa là được gọi là Phật Thọ Ác Khương Linh Cảm, dành cho các bà thờ Phật và thờ Thánh đấy ạ, phục vụ tín ngưỡng tôn giáo cho các bà ngày xưa. Rũ từ dưới cũng ở trong đây. Dạ. Trước khi mà mình vào công nhân thọ này tham quan em ơi, nhà mình qua bên tự cẩm thanh này một xí để mình tham quan những cái một trong cái mặt trong của tự cẩm thanh. Còn lúc nãy là mình lại nhìn thấy một cái trường thôi. Thế rồi mà các anh quên phía bên phải nè, tự cẩm thanh. Tự ở đây chính là lâu sống giả tỉa, là mò tỉnh tỉa, là nơi của công ty và người bệnh học.
con thiệt luôn. Có năm 1945 đến năm 1947 á, là có một vị thánh pháp xuống xâm lược Việt Nam, thì vẫn nó nổ thoát, nó đã theo rồi tất cả những công trình phía trong này trong vòng 7 ngày và 7 đêm. Cả công trình phía trong này xây dựng băng của hội hết ạ. Dạ. Thế bên ngoài của mình đây ạ, nhà phía bên ngoài bên đây sau đó. Lục viện. Nhưng trên không là thể tướng luôn, không là họ luôn, không có họ. Sao lại gì nó là không là họ không? Không chiếc di ảnh của Minh Mạng bác sư phụ. Anh Phong thì anh thấy cái ảnh của bố Minh Mạng nó có thể trẻ không ạ? Dạ, dạ đúng rồi. Ông 54 tuổi, 540 người, 54 tuổi ông mới toạch, thế chứng tỏ ông ấy trẻ cũng đẹp trai. Đấy, kinh người. Mình khoảng 18 tuổi thì mình phải đi mua được. Mua xong rồi.